này là bán cá viên chiên, còn đây là cái nhà thờ đó, nhà thờ đang làm của cái thánh thất chứ lộn. Rồi để tiếp tục lên đường. Giờ mình sẽ quẹo tay phải nha các bạn, rong ruổi khắp mọi nẻo đường đó, ra quốc lộ 53 rồi đây đó, đẹp quá, đẹp chưa, đẹp chưa, về quốc lộ 53 rồi các bạn ơi. Wow, thành công, trả lụa thành công đó, đường chiều nha các bạn. Này là người ta búng mấy cái rễ dừa này về để dành vô cây vô kiển nữa, tốt lắm. Wow, giờ ra lộ này quá trời đẹp luôn, nãy giờ đi lộ kia ngược nắng cho nên nó không được xuôi nắng cho nên nó tối thui à, giờ qua đây mới xuôi nắng mới thấy được. Đó, cho các bạn vào cùi nắng rồi nhìn nó mới đẹp nè, quá trời dừa luôn ha. Đó, đẹp chưa, quốc lộ 53. Đây dừa nha các bạn, đó không, ra quốc lộ 53 xe mới nhiều, nãy giờ mình đi lộ cái vắng que. Chạy quốc lộ 54, giờ chạy ra quốc lộ 53, đó độ đẹp chưa, màu phê luôn, tuyệt vời. Ở đây là ở đâu rồi ta, đây người ta trồng cái gì, dưa hay gì á, ruộng dưa hay gì á, Vũng Liêm, Vĩnh Long nha các bạn. Đây vẫn còn là Vĩnh Long ha. Đây dừa nha các bạn. Đó, trong kia là người ta đặt dừa ở trong á. Dừa đại ghê hồn không? Đại quặc luôn. Dừa luôn ha, Vĩnh Long cũng là dừa thôi. Wow,
là cây cầu đá nữa. Tới đây là mình đi tới một cây cầu đá nữa nha các bạn. Đây, cầu này là cầu đá. Quên 36 km. Văng qua cục cục nhựa đường nó bị gồ lên. Ồ, đẹp chưa, đẹp chưa. Duyên Hải Cần Thơ. Đây này là nguyên vườn bưởi luôn nha các bạn. Vừa trời ơi, nguyên một đoàn xe máy cày luôn. Dớn cái cửa ngục gì quá trời luôn, để dành đặt cá thôi. Cầu này là cầu Mai Phốp, cầu Mai Phốp nha các bạn. Đó, cầu Mai Phốp tên nghe lạ quá. Vĩnh Quang bên tay phải mình á. Trường trung học cơ sở Trung Hiếu.
Dương Chiêu Vĩnh Long nha các bạn. Lớn luôn. Đây có ngã ba này đi đâu đây? Ngã ba đi đâu đây? Không biết, đi thẳng luôn. Đó. Ngã ba này lộ đẹp quá trời luôn, lộ mới mở luôn á. Giờ mình đi thẳng. Nhà hàng tiệc cưới hãy đồng quê. Hồi nãy con cái ngã ba đó lộ mới làm luôn, rộng mênh mông luôn, nhảy đã. Mình không biết nó đi đâu hết đó. Dũng Liêm đó, Dũng Liêm quẹo trái đi Dũng Liêm nha các bạn, đi thẳng quẹo trái Dũng Liêm, đi thẳng là Trà Vinh. Ồ đẹp quá các bạn, vườn sinh thái Úc Nhanh đó, đẹp chưa, đẹp chưa bạn, giờ đẹp chưa. Quá đẹp, quá đẹp. Đó, ngay đây là cái tượng đài luôn. Trời ơi kìa, tượng đài, tượng đài ngay cái ngã ba.
nha Khoa. Ngay tượng đài luôn. Đó. Ngay tượng đài. Đó. Ngay đây là cái ngã ba nha các bạn. Rồi, giờ mình xin tạm biệt các bạn ở ngay ngã ba nha. Ngã ba rẽ về Trà Vinh và đi Vũng Liêm nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.